Chào mừng các bạn đã quay trở lại những bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 15 tháng 3. Mình là Hoàng Spin. Bắt đầu chuyền bản tin hôm nay sẽ là những tin chôn đến từ đấu trường Premier League. Bị Crystal Palace cầm hòa, Man City chỉ còn hơn Liverpool 4 điểm. Như chúng ta đã biết thì Premier League là một đấu trường khắc nghiệt và tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Man City thì mạnh đấy, đang đứng top 1 thật đấy, nhưng mà không cẩn thận thì vẫn bị đội giữa bảng cho ngậm trái đắng. Chuyện gặp Crystal Palace đêm qua thì Man City vẫn chơi hay. Họ tung ra tới 18 cú sút, kiểm soát bóng lên đến 74%. Tuy nhiên thứ họ cần nhất là bàn thắng thì lại không đến. Những chân sút như là Jack Grealish hay là Kevin De Bruyne quá vô duyên. Crystal Palace thì cũng phòng ngự rất chủ động. Kết quả là dù đá cửa trên nhưng mà Man City vẫn bị cầm hòa không đều. Đây có thể nói là một trận hòa tai hại. Với trận hòa này thì Man Xanh vẫn có 70 điểm và vẫn xếp top 1. Tuy nhiên thì khoảng cách giữa họ và Liverpool bây giờ chỉ còn 4 điểm. Trong khi đó thì hai đội vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp. Mà nếu như mà Liverpool thắng tất cả các trận đấu từ giờ đến cuối mùa thì họ sẽ chính thức lên ngôi vô địch. Spicy meat. Yeah, boy. Giữa tin đồn ra đi, Quang Hải vẫn tập cùng Hà Nội FC. Vào chiều ngày hôm qua ngày 14 tháng 3, Hà Nội FC đã có một buổi tập toàn đội. Và trong buổi tập này thì cầu thủ Nguyễn Quang Hải vẫn góp mặt. Hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào tháng 4 tới đây. Và lãnh đạo của Hà Nội FC thì được cho là đang tìm cách để gia hạn. Tuy nhiên thì việc này đã gặp nhiều bế tắc. Ở trận đấu gặp Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì tiền vệ gốc Đông Anh đã vắng mặt. Điều này càng làm cho nhiều người đồn đoán rằng Quang Hải sắp ra đi. Tuy nhiên thì trong buổi tập chiều ngày hôm qua, Quang Hải vẫn xuất hiện và tập đầy đủ. Nhiều thông tin cho rằng Quang Hải đang đòi tiền lót tay lên đến 15 tỷ đồng cho 3 mùa giải, nhưng mà Hà Nội FC không chấp nhận. Quá trình đàm phán vì thế đã bị đóng băng vô thời hạn. Ngoài ra thì trong buổi tập này, thủ môn Tấn Trường cũng đã góp mặt trở lại sau khi mà anh tái nhiễm Covid-19. Về phần trung vệ Duy Mạnh thì anh chỉ khởi động của đồng đội sau đó phải tập riêng bởi vì vừa mới bình phục chấn thương khớp vai. Tiền vệ Đỗ Hồng Dũng thì đã có thể trạng tốt nhất và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Messi bỏ ngỏ cơ hội trở về Barcelona. Truyền thông Tây Ban Nha mới đây đã đồng loạt đưa tin rằng Messi đã liên lạc lại với Barca để bàn về một vụ quay xe ngay trong mùa hè này. Mọi chuyện bắt nguồn từ chuỗi ngày bất ổn của Messi trong thời gian gần đây. Tuần trước thì PSG đã bị loại khỏi Champions League bởi Real Madrid. Đây là một trận đấu mà Messi được cho là đã chơi không tốt, đã dưới phong độ. Những lần đi bộ vô dụng của anh đã khiến đội bóng bị loại trong đau đớn. Đây là một cú sốc cho các cổ động viên của PSG. Bởi sau khi mà Messi về đây thì tất cả đã cùng mơ về chiếc cúp danh giá Champions League. Chính bởi vì cú sốc như vậy nên là có vẻ như là các cổ động viên của PSG đã nổi cơn lôi đình. Ở trận đấu mới nhất tại League One thì Messi đã bị chính các cổ động viên của PSG la ó trên khán đài. Cùng với đó thì nhà báo nổi tiếng Gerard Romero đã truyền đi thông tin rằng người đại diện của Messi, tức là bố của anh, đã trao đổi riêng với chủ tịch Laporta để bàn về một kế hoạch để con trai ông quay trở lại Nou Camp. Các bạn đừng nói rằng cái kịch bản này không thể xảy ra, bởi cái lúc mà Messi rời Barca, cũng có ai nghĩ được rằng chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Bùi Tiến Dũng rời tuyển, huấn luyện viên Park Hang-seo như ngồi trên đống lửa. Vào tối ngày hôm qua thì các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã hội quân tại khách sạn. Những cầu thủ chủ chốt như là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Tiến Linh hay là Đức Trinh đều đã góp mặt. Trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel cũng đã hội quân. Anh đã có màn chia tay khá là sướt mướt với con gái mình. Sau đó thì Bùi Tiến Dũng đã có buổi gặp riêng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai thầy trò sau đó đã có buổi trao đổi riêng về tình hình chấn thương. Bùi Tiến Dũng thì đã nói rằng mình vẫn còn bị đau, được khuyên cáo rằng không nên mạo hiểm và nên nghỉ ngơi. Các bác sĩ nói rằng anh cần thời gian để bình phục hoàn toàn. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau đó đã xem xét tình hình và hiểu vấn đề, và ông quyết định rằng không nên mạo hiểm với trường hợp của Bùi Tiến Dũng và đã quyết định rằng cho anh rời đội tuyển. Đây là một thông tin cực kỳ không vui chút nào. Và như chúng ta đều biết thì Bùi Tiến Dũng là một trung vệ cứng của tuyển Việt Nam. Anh thường xuyên đá chính bên cạnh những cầu thủ như là Quế Ngọc Hải hay là Duy Mạnh. Hiện vẫn chưa rõ là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gọi bổ sung ai để thay thế cho trường hợp của Bùi Tiến Dũng. Quang Hải rời Hà Nội FC. Vâng, mọi thứ đúng là xoay chuyển quá chóng mặt. Mới buổi sáng thì chúng ta còn tập luyện vui vẻ với nhau, vậy mà buổi tối thì đã hai ngả hai nơi. Vào tối ngày hôm qua ngày 14 tháng 3, phía Hà Nội FC và đại diện của Quang Hải đã có một buổi gặp mặt để tìm tiếng nói chung sau cùng. Bên phía Hà Nội FC thì đưa ra lời đề nghị là 300 triệu một tháng chưa kể lót tay, nhưng mà phía Quang Hải thì đã từ chối lời đề nghị này. Theo nhiều chuyên gia thì vấn đề ở đây không nằm ở tiền bạc, mà là vì Quang Hải cần tìm một bước tiến mới cho sự nghiệp. Ở tuổi 25, cục bóng vào Việt Nam năm 2018 đã đạt đến ngưỡng của sự nghiệp trình độ bóng đá trong nước. Vậy nên là chàng tiền vệ của chúng ta muốn ra đi, đi ngoài ra nước, à nhầm, đi ra nước ngoài. Đây là một điều mà những đồng đội của anh trên tuyển quốc gia như là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay là Văn Hậu đều đã từng trải qua. Dù chưa biết là sau này Quang Hải sẽ đi về đâu, có thể là Man City, Manchester United, Liverpool, Barca, PSG hay là Real, nhưng mà cũng xin chúc cho anh thành công ở đội bóng mới. Đến đây thì bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 15 tháng 3 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share đi kênh và giữ nút chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.